thì chúng ta cùng tìm. Kính thưa quý vị, Mỹ và Nhật Bản từng ở hai phía của cuộc chiến tranh theo một cách mà không thể khốc liệt hơn. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, hàng trăm máy bay Nhật tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Trân Châu Cảng khiến 2.400 lính Mỹ thiệt mạng. Năm 1945, Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, làm hơn 200.000 người thiệt mạng. Thế nhưng hiện tại ngày nay, Mỹ và Nhật Bản đã tìm được tiếng nói chung trong hợp tác quân sự và kinh tế, đã giúp hai nước này gạt đi quá khứ và xích lại gần nhau. Quan hệ Mỹ-Nhật cũng là ví dụ rõ nhất về sức mạnh của tinh thần hòa giải vì những lợi ích và giá trị chung. Việt Nam cũng từng giống như Nhật có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Mỹ. Cuộc chiến tranh chống Mỹ kéo dài 21 năm đã gieo rắc bao tang thương mất mát. Việt Nam đã hy sinh gần 4 triệu đồng bào, chưa kể những người thương binh và ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Cuộc chiến này cũng gây nên bao đau thương mất mát cho cả người dân Mỹ, bởi có tới hơn 58.000 lính Mỹ đã chết và hơn 305.000 người thương tật. Cuộc chiến tranh đã diễn ra đến 5 đời Tổng thống Mỹ và một khối tiền khổng lồ đổ vào chiến trường Việt Nam. Giờ đây, hai nước cựu thù đã gạt mọi ân oán xích lại gần nhau, nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Đến đây thì nhiều người đưa ra giả thiết rằng, liệu mối quan hệ Việt Nam có giống như mối quan hệ Nhật với Mỹ hay không? Và thử giả thiết Việt Nam và Mỹ trở thành đồng minh trong một thời gian sắp tới thì sẽ như thế nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Trước hết, chúng ta giải quyết câu hỏi rằng Việt Nam có thể trở thành đồng minh của Mỹ hay không? Và có nhiều người cho rằng, trong những năm qua, sự bành trướng của Trung Quốc trên trường quốc tế vô hình chung sẽ đẩy Việt Nam xích tới gần Mỹ. Nhưng chuyên gia Jack Lode, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự Pháp, lưu ý rằng mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ luôn chứa đựng nhiều cảm xúc. Điều này giải thích vì sao? Vì yếu tố kinh tế chiếm ưu thế hơn so với chính trị. Nếu như vị trí địa chiến lược nằm ngay giữa vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã biến Việt Nam thành một quốc gia trục chính cho sự dấn thân của Mỹ trong khu vực để đối phó với Trung Quốc, thì Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì một chính sách cân bằng và không có chuyện chọn phe. Và câu trả lời trong câu hỏi này chắc chắn Việt Nam sẽ không trở thành đồng minh của Mỹ. Vậy hiện nay, Việt Nam ta đang thân thiết với Mỹ ở mức độ nào? Năm 2023 đánh dấu 28 năm nối lại quan hệ song phương giữa hai cựu thù từ năm 1995 đến năm 2023. Như tờ báo Sputnik của Nga nhận định, nhìn từ phía Việt Nam thời Donald Trump, học thuyết Trump không phải là nguồn gốc của một tầm nhìn, một chiến lược đặc biệt hay được đổi mới nào của Mỹ đối với châu Á. Các phát biểu của ông Trump chỉ hùng hồn hơn bao giờ hết và những lời lẽ cứng rắn đó lại rất được người dân Việt Nam đánh giá cao. Về mặt cơ bản, chính sách của Mỹ đối với Việt Nam đi cùng với sự chuyển hướng chính trị sang châu Á có từ thời chính quyền Obama. Ban đầu là xoay trục, rồi sau đó là tái cân bằng. Ngay từ những năm 2009, Ngoại trưởng Clinton có tuyên bố rằng Hoa Kỳ trở lại Đông Nam Á. Năm 2013, Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận đối tác toàn diện nhằm thắt chặt mối quan hệ đôi bên trên phương diện quốc phòng. Điều này được thể hiện cụ thể sau cuộc khủng hoảng năm 2014 giữa Việt Nam và Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, khi Trung Quốc cho triển khai một giàn khoan thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và những bế tắc ngoại giao năm 2019 xung quanh bãi đá ngầm Thị Tứ. Và theo tờ báo Sputnik này nói rằng, bất kể là gì, trước tiên hai nước nỗ lực giải quyết hậu quả cuộc chiến tàn khốc năm 1965 đến năm 1975. Đôi bên ký kết một thỏa thuận mới xử lý các vấn đề có liên quan đến chất độc màu da cam như khử nhiễm chất độc tai hại sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa, hay hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân tại những vùng bị nhiễm độc. Về phần mình, Việt Nam cho phép mang 726 hài cốt trong số 1.973 lính Mỹ bị mất tích trong các trận đánh. Một cách biểu tượng, Gretchen Brink là đại sứ Mỹ đầu tiên khi tại nhiệm đã đến thăm Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nơi chôn cất hơn 10.000 quân lính Việt Nam đã chết trong cuộc chiến tranh. Để đánh dấu những bước tiến này, Việt Nam lần đầu tiên tham gia tập trận chung Mỹ-ASEAN năm 2019. Thời kỳ Biden lên nắm quyền, Mỹ không cần chờ đợi gì để thông báo rằng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ không thay đổi. Theo giới nghiên cứu quốc tế, ở phạm vi châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc được coi là đóng vai trò trung tâm.
Nhưng với việc mở rộng phạm vi thành khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thì sự ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ giảm bớt. Với sự tồn tại của các trung tâm quyền lực Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, việc xác định lại phạm vi chiến lược này giúp Mỹ không chỉ mở rộng lợi ích chiến lược cơ bản ở khu vực mà còn tạo ra một sân chơi mới giúp Mỹ dễ dàng tập hợp được lực lượng, liên kết đồng minh và đối tác phục vụ cho các mục tiêu chiến lược của mình. Việt Nam được xác định là quốc gia trung tâm trong chiến lược này của Mỹ, nhưng trong mọi trường hợp Việt Nam luôn ngần ngại những định hướng quá bao trùm của nền ngoại giao đa phương của Mỹ. Năm 2019, trong sách trắng mới nhất về quốc phòng, Việt Nam ta đã thêm điều không thứ tư như là nguyên tắc chủ đạo trong chính sách an ninh đất nước, cổ vũ không dùng đến vũ lực hay đe dọa vũ lực trong quan hệ quốc tế. Năm 2023, Việt Nam được xác định là trung tâm chiến lược. Mỹ đã xích lại gần hơn bằng cách nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Sự trở lại mạnh mẽ của chiến lược liên minh này và tư tưởng thực dụng kinh tế khởi thủy những chính sách ngoại giao cân bằng Đông Nam Á cuối cùng phải đối mặt với sự trỗi dậy của những tiếng nói châu Á ngày càng mạnh mẽ và công khai. Việt Nam thấy rằng tính chất khó lường và những trục trặc trong chính sách của Mỹ đối với khu vực đang củng cố quan điểm của những người cho rằng sự hiện diện của phương Tây tại Đông Nam Á cùng với thời gian dường như chỉ làm phát sinh hỗn loạn, chủ nghĩa thực dân, chiến tranh và giờ đây là những thiệt hại vạ lây do cuộc đọ sức mới của Mỹ và Trung Quốc. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu Việt Nam là đồng minh của Mỹ thì Việt Nam được lợi những gì? Chúng ta đề cập tới hai khía cạnh lớn là vấn đề kinh tế và quân sự. Về kinh tế, nếu Việt Mỹ trở thành đồng minh thì nền kinh tế Việt Nam sẽ được tích hợp vào nền kinh tế của Hoa Kỳ. Việt Nam sẽ được liên kết sâu sắc hơn với chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu do Mỹ đứng đầu. Đây là một lợi thế rất lớn cho các sản phẩm Việt Nam và sẽ là bàn đạp về hàng hóa Việt Nam trở nên phổ biến hơn trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ được tiếp nhận những thiết bị công nghệ hiện đại cho sản xuất, kinh tế dần hình thành, hệ thống công nghiệp đầy đủ trong nước góp phần tạo sự tự chủ cho nền kinh tế, tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào các quốc gia bên ngoài. Và với việc Mỹ sẽ công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, thì kéo theo đó là vốn đầu tư của Mỹ và Việt Nam sẽ tăng lên do rào cản nhận thức vô hình đã được phá bỏ. Khi đó, Việt Nam sẽ mở ra thị trường giao thương rộng lớn hơn so với hiện tại và với sự phát triển khả năng sản xuất ngày càng hiện đại của Việt Nam như hiện nay, thì hàng hóa Việt Nam sẽ thâm nhập vào chiếm lĩnh thị phần lớn hơn trong chiếc bánh hơn 300 triệu dân của Mỹ. Khi đó, hàng hóa Make in Việt Nam sẽ chiếm tỷ lệ lớn hơn trên các kệ hàng của Mỹ để người dân Mỹ quen dần với hàng hóa Make in Việt Nam thay cho hàng hóa Make in China. Về quân sự, điều đầu tiên Việt Nam nhận được đó là sự bảo vệ an ninh dưới chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Nếu Việt Nam bị bất kỳ nước nào tấn công, hiệp ước đồng minh sẽ được kích hoạt. Khi đó, Mỹ phải có nghĩa vụ đem quân tham chiến bảo vệ Việt Nam. Cùng với đó, Việt Nam sẽ được tiếp cận với nguồn vũ khí hiện đại tiên tiến nhất của Mỹ, không chỉ là những vũ khí thông thường mà còn là những vũ khí chỉ bán cho đồng minh. Thêm nữa, Việt Nam sẽ được chia sẻ một số công nghệ vũ khí được Mỹ cho phép, thậm chí cũng có thể tham gia vào quá trình sản xuất vũ khí với sự hợp tác của Mỹ với các đồng minh. Đặc biệt là tình hình Biển Đông như hiện nay, khi Trung Quốc đang ngày một hung hăng bất chấp luật pháp quốc tế, Việt Nam sẽ được Mỹ hỗ trợ và có sự hậu thuẫn của Mỹ giống như Nhật Bản và Philippines không còn phải đơn thương độc mã đối đầu với Trung Quốc. Trung Quốc luôn là tâm điểm trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Trong thời kỳ hiện tại, sự bành trướng của Trung Quốc đều khiến cho các nước Đông Nam Á, đặc biệt là những nước có lãnh thổ ven Biển Đông và Mỹ phải đau đầu. Nhiều người cho rằng tại sao Việt Nam và Mỹ không liên minh lại để chống Trung Quốc? Điều này là không thể. Như chúng ta đã biết, chủ trương 4.0 trong chính sách quốc phòng Việt Nam, điều đó đã thể hiện rất rõ quan điểm nhất quán của Đảng, nhà nước ta về chính sách quốc phòng là mang tính chất hòa bình và tự vệ, kiên trì giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình, chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược. Việt Nam không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực trong quan hệ quốc tế, không phải là Việt Nam trói tay mình, trái lại nó có tác dụng cởi trói cho chúng ta cả trong tư duy và hành động, để ta có thể suy nghĩ và hành động một cách độc lập, sáng tạo và không bị chi phối, áp đặt bởi yếu tố bên ngoài, tức là không bị người khác trói mình. Tại sao chúng ta không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc? Và tại sao chúng ta không liên minh với Mỹ lại có thể cởi trói? Bởi vì sao? Sử dụng vũ lực và liên minh quân sự không phải là phương thức tối ưu trong bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
mà chính là đường lối quốc phòng với mục đích tự vệ, hòa bình, chính nghĩa, phù hợp với quyền cơ bản của các quốc gia, dân tộc theo nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc mới là điều mà các quốc gia, dân tộc tiến bộ đều đang hướng tới. Vì vậy, chúng ta chủ trương không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tránh những va chạm không cần thiết, không để các đối tượng nước ngoài khiêu khích, kích động, thỏa hiệp, xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc hoặc lôi kéo, khống chế, gây sức ép với nước khác phát động chiến tranh. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng, Việt Nam chủ trương không đe dọa hoặc sử dụng sức mạnh quân sự trước trong quan hệ quốc tế. Nhưng Việt Nam sẵn sàng và kiên quyết giáng trả mọi hành động xâm lược. Đây là vấn đề rất quan trọng để xây dựng lòng tin, là cơ sở để đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Và câu hỏi đặt ra, nếu ta có đồng minh như Mỹ thì khi đó sức mạnh quân sự cũng được tăng cường. Thứ nhất, liên minh quân sự không phải là giải pháp tối ưu cho bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc. Thứ hai, chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc là thiêng liêng và tối cao, không thể phó thác hoàn toàn cho bên ngoài, dù đó là một đồng minh cường quốc. Và thứ ba là không tham gia liên minh quân sự, bởi quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ. Thứ tư là sức mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là sức mạnh nội lực của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, sức mạnh của độc lập, tự chủ, tự cường, tự lực. Cho nên với Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc phải bằng chính bản lĩnh, trí tuệ, thực lực, sức mạnh nội sinh của đất nước kết hợp với sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại, không thể dựa vào bất kỳ liên minh quân sự nào, càng không thể trông chờ vào nước ngoài. Đó là vấn đề có tính nguyên tắc. Và Việt Nam thừa hiểu rằng nếu đồng minh với Mỹ sẽ gặp rất nhiều nguy cơ. Chúng ta cũng hiểu rõ một nguyên tắc, đó là ở đời không ai cho không ai cái gì cả. Và cũng như các đồng minh khác của Mỹ, nếu Mỹ cho đồng minh được những lợi ích thì Mỹ cũng sẽ lấy lại những lợi ích khác tương ứng. Đầu tiên đó là sự phụ thuộc vào Mỹ cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Khi đã trở thành một phần trong hệ thống cấp bậc đồng minh của Mỹ, các nước đồng minh không ít thì nhiều sẽ phải nằm dưới sự chỉ đạo của Mỹ về quân sự, sẽ phải tham chiến cùng Mỹ nếu bị Mỹ yêu cầu, như việc Thái Lan, Hàn Quốc hay Philippines đã phải gửi quân tham chiến cùng Mỹ trong chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, hay thậm chí là mất quyền chỉ huy quân đội trong thời chiến cho Mỹ như đối với Hàn Quốc. Và một nguy cơ nữa, đó là khi chiến tranh nổ ra, các nước đồng minh có thể sẽ trở thành một lá chắn, vật hy sinh cho quân đội Mỹ, vì Mỹ có tiền sử là mang tiếng đem con bỏ chợ và bỏ rơi đồng minh của mình. Và chắc quý vị chúng ta biết đó là ai, đó là Việt Nam Cộng Hòa. Ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975 là dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc. Chiến thắng này có được là nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm của quân dân Việt Nam, nhưng cũng có phần do mâu thuẫn giữa Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã lên tới đỉnh điểm. Chính xác hơn là Mỹ bỏ mặc Việt Nam Cộng Hòa trong thời khắc lịch sử đó. Các tài liệu từ nội bộ của Mỹ đã thừa nhận và các lãnh đạo chủ chốt Sài Gòn đều chứng minh điều đó. Và thực tế, Mỹ đã có ý bỏ mặc miền Nam Việt Nam từ khi chuẩn bị ký kết Hiệp định Paris vào năm 1973. Thời điểm đó, Mỹ muốn rút lui trong danh dự ở Việt Nam, trong khi duy trì ảnh hưởng ở Việt Nam thông qua chính phủ Liên Hiệp, trước sự kêu cứu của Nguyễn Văn Thiệu và chính quyền Sài Gòn trong các năm 1973 đến năm 1974, yêu cầu Mỹ anh tạc và dội bom trở lại để ngăn chặn quân giải phóng đổ vào miền Nam. Nixon đã không tiến hành thêm bất kỳ vụ anh tạc nào nữa. Tới năm 1974, Quốc hội Mỹ đã chán ngấy Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 6 tháng 5 năm 1974, Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thuận 43-38 tu chính Kennedy cấm sử dụng ngân sách cho các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ từng đổ tiền ồ ạt vào Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh chống Cộng sản. Theo tài liệu do Việt Nam Cộng Hòa tổng kết, từ năm 1967 tới năm 1970, lúc Hoa Kỳ đang dấn sâu vào chiến tranh, mỗi năm cuộc chiến tốn kém khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Hai năm 1970 đến năm 1971, mỗi năm chi phí giảm xuống khoảng 12 tỷ. Nhưng khi quân Hoa Kỳ rút hoàn toàn viện trợ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, vẹn vẹn còn 500 triệu đô la, Hoa Kỳ đã vào cuộc ở Việt Nam một cách đơn phương và mạnh mẽ, và cũng rút đi một cách đơn phương và mạnh mẽ không kém. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã than thở, thoạt đầu họ nói với tôi sẽ rút vài ngàn quân, nhưng còn duy trì nửa triệu quân chiến đấu ở Việt Nam. Sau đó họ rút thêm quân và nói sẽ trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa để đền bù cho sự triệt thoái này. Đến năm 1972, khi triệt thoái tiến nhanh hơn, họ nói với tôi tuy lục quân rút đi, nhưng Mỹ sẽ tăng cường yểm trợ không lực. Đến khi họ rút lui toàn bộ cả lục quân lẫn không quân,
họ hứa sẽ tăng viện trợ và kết quả là viện trợ đã không tăng mà còn bị chiết giảm xuống mức tối thiểu. Mỹ đã nhanh chóng bỏ rơi quyền lợi của đồng minh ở Sài Gòn. Trong bối cảnh tình thế không còn thuận lợi cho Mỹ, đầu tháng 8 năm 1974, Tổng thống Nixon buộc phải từ chức sớm do sự bê bối Watergate. Tổng thống mới Ford lên nắm quyền, chính quyền Sài Gòn hy vọng ông Ford sẽ quan tâm tới miền Nam Việt Nam. Nhưng đúng như những gì mà bộ phụ tá của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói với Thiệu vào thời điểm đó, không có nhân vật cấp cao nào trong chính phủ Mỹ để ý đến vấn đề Việt Nam nữa. Chính quyền Sài Gòn liên tục cầu cứu, nhưng dường như không còn ai lắng nghe nữa. Mỹ bỏ đi nhanh như một cơn gió, và ông Thiệu dùng chữ cạn tàu gió máng khi nói về cách hành xử của Mỹ giai đoạn năm 1974 đến năm 1975. Điều đó càng thể hiện rõ vào những giờ phút hấp hối của đồng minh. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, khi Đà Nẵng đã thất thủ, Bộ trưởng Quốc phòng Jimmy Letzinger vẫn tuyên bố tương đối ít có chiến sự lớn ở Việt Nam. Đối với Hoa Kỳ, thì việc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sẽ thất thủ là chuyện sớm hay muộn cũng phải xảy ra, và tất cả mối quan tâm của Mỹ là lo cứu 6.000 người Mỹ ở Sài Gòn. Trước khi tướng Mỹ Wayne đi Sài Gòn xem xét vận động khẩn cấp cho chính quyền Thiệu vào tháng 3 năm 1975, Kissinger vẫn còn dặn dò ông này rằng đừng hứa hẹn quá nhiều, đừng để mình bị vướng vào cái quan niệm rằng mình sẽ áp đảo được chiều nước đang xuống gần hết rồi. Trong lời cầu cứu cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ, chính quyền Thiệu đã đề nghị Mỹ viện trợ 700 triệu đô la vào oanh tạc bằng B-52. Nhưng Kissinger đã phản đối và nói với Tổng thống Ford rằng nếu làm như vậy dân chúng Mỹ lại xuống đường lần nữa. Tháng 4 năm 1975, Kissinger còn nói với tùy viên báo chí của Ford rằng tại sao họ không chết lẹ đi cho rồi, điều tệ nhất có thể xảy ra là họ cứ sống dai dẳng hoài. Ford không đồng ý oanh tạc B-52 thêm lần nữa và Quốc hội Mỹ khước từ ngân khoản viện trợ thêm 700 triệu đô la. Nguyễn Văn Thiệu từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975. Những diễn biến tiếp theo sau đó là sự sụp đổ hoàn toàn của Việt Nam Cộng Hòa. Trong diễn văn từ chức, Thiệu đã vạch mặt tội Hoa Kỳ như sau: người Mỹ đã bắt chúng tôi làm một việc đội trời. Do đó, tôi có nói với họ, các ông bắt chúng tôi làm một việc mà các ông đã không làm nổi với nửa triệu binh hùng tướng mạnh và chi phí cả 300 tỷ Mỹ Kim trong 6 năm trời. Nhưng các ông đã tìm được một lối thoát trong danh dự, và bây giờ khi quân đội chúng tôi thiếu súng ống, đạn dược, trực thăng, phi cơ và B-52, các ông lại bắt chúng tôi làm một việc như lấp cạn Biển Đông. Tỷ như trường hợp các ông cho tôi 3 đồng bạc và bắt chúng tôi lấy vé máy bay hạng nhất, thuê phòng ngủ 30 đồng một ngày, ăn 4-5 miếng bít tết và uống 7-8 ly rượu vang mỗi ngày, thật là chuyện phi lý. Nguyễn Văn Thiệu lần đầu tiên tuyên bố hành động bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa của Mỹ là hành động vô nhân đạo của một đồng minh vô nhân đạo. Vậy nên Việt Nam nếu trở thành đồng minh của Mỹ hiện tại thì chưa biết chừng sẽ có một kết cục giống như Việt Nam Cộng Hòa. Và nhiều người cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là đồng minh của Mỹ và họ cũng đang được phát triển đó thôi. Vậy có phải là do Việt Nam đang quá cảnh giác hay không? Nếu so sánh Việt Nam và Nhật Bản để biết được cụ thể Việt Nam có giống Nhật Bản khi trở thành đồng minh của Mỹ hay không, thì chúng ta so sánh giữa Việt Nam và Nhật Bản để hiểu tại sao Việt-Mỹ không trở thành đồng minh. Đầu tiên là sự giống nhau giữa hai nước, với việc cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã từng chiến đấu với kẻ thù chung trong thế kỷ 20. Với Nhật Bản, đó là cuộc chiến với Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Còn đối với Việt Nam là 21 năm chiến đấu gian khổ với Hoa Kỳ từ năm 1954 đến năm 1975. Nhưng sang thế kỷ 21, cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản đều trở thành những đối tác bạn bè quan trọng nhất của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điểm chung thứ hai của hai nước cùng có liên quan tới yếu tố Trung Quốc, đó chính là việc nhân dân hai nước đều không có mấy thiện cảm với đất nước Trung Quốc. Trung Quốc với tham vọng bành trướng của mình đã gây hấn tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản ở biển Hoa Đông và với Việt Nam ở Biển Đông. Đó cũng là lý do tại sao hai nước luôn đứng đầu trong danh sách những nước không có thiện cảm với Trung Quốc qua nhiều năm. Đặc biệt là sự thiếu thiện cảm này với Trung Quốc của hai nước đã tương đồng với việc Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm nhất của mình trong thế kỷ 21. Nên xét theo hiện tại thì cả ba nước đều không ưa gì Trung Quốc. Điểm khác nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản: Nhật Bản không bị uy hiếp quá lớn trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc vì Nhật Bản là một quốc đảo cách xa Trung Quốc, nơi gần nhất cũng cách hơn 300 km. Còn Việt Nam lại có đường biên giới dài hơn 1.400 km trực tiếp giáp với Trung Quốc. Đây là yếu điểm khiến dân tộc Việt Nam đã phải luôn chiến đấu với Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Một điểm khác của Việt Nam so với Nhật Bản đó là Việt Nam có ảnh hưởng tới không gian chiến lược của Trung Quốc. Nếu Việt Nam trở thành đồng minh của Mỹ thì dù trực tiếp hay gián tiếp, Mỹ cũng sẽ có quan hệ về quân sự tại Việt Nam. Khi đó,
mặc định Việt Nam sẽ trở thành kẻ thù tiềm tàng, tạo ra nguy cơ thường trực uy hiếp Trung Quốc ở phía nam nước này. Một điều cốt lõi khiến Việt Mỹ không thể trở thành đồng minh, điểm quan trọng mà từ đầu đến giờ chúng ta chưa từng nhắc tới, đó là sự khác biệt về chính trị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vì đây chính là điểm cốt lõi quan trọng nhất khiến hai nước không thể trở thành đồng minh. Như chúng ta đã biết, thể chế hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn toàn khác nhau, thậm chí còn tương phản và đối nghịch. Có thể đưa ra một nhận xét đó là dù quan hệ hai nước Việt Mỹ có phát triển tới mức nào đi nữa thì cũng không thể trở thành một quan hệ đồng minh và chia sẻ vận mệnh chung được. Về phía Mỹ thì từ sau năm 1945, Mỹ luôn miệt mài tuyên truyền với bài trừ chủ nghĩa cộng sản, luôn cùng với các nước đồng minh của mình chống phá, xem chủ nghĩa cộng sản là kẻ thù cần thiết phải tiêu diệt trên phạm vi toàn cầu. Vậy điều kiện để Việt Nam và Mỹ trở thành đồng minh là gì? Chúng ta có thể thấy Việt Mỹ trở thành đồng minh gần như là bằng không. Nhưng chúng ta thử đặt ra một giả định, nếu Việt Mỹ muốn trở thành đồng minh thì cần có điều kiện gì? Câu trả lời đó là khi thế cân bằng giữa các cường quốc bị sụp đổ, chiến tranh nổ ra và Việt Nam rơi vào tình thế bị buộc phải chọn phe, thì khi đó việc chọn phe và trở thành đồng minh của Mỹ sẽ là một khả năng xảy ra. Và đây chính là một khả năng hy hữu để Việt Mỹ có thể trở thành đồng minh. Việt Nam chúng ta với đường lối ngoại giao độc lập, trung lập và không chọn phe với chủ trương 4-0 nhất quán. Tuy nhiên, trước tình hình thế giới biến động phức tạp khó lường, đặc biệt là khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, từ bán đảo Triều Tiên tới biển Hoa Đông, rồi đến Đài Loan kéo xuống biển Đông, rồi vòng qua dãy Himalaya ở Ấn Độ, Việt Nam nằm giữa những điểm nóng, có nguy cơ bùng phát chiến tranh bất cứ khi nào. Và với vị trí của Việt Nam, nếu có xung đột ở châu Á nổ ra, thì tất cả khả năng chúng ta sẽ bị cuốn vào sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Nhiều người nói rằng tại sao chúng ta có thể bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc được? Dù điều gì xảy ra, chúng ta luôn giữ thế lập trường và không bao giờ chọn phe. Trên thế giới có một số nước có thể trung lập đến hàng trăm năm. Một ví dụ điển hình đó là Thụy Sĩ. Nước này đã trung lập từ khoảng thế kỷ 16 cho đến tận ngày nay. Nhưng hãy nhớ rằng các nước đó với vị trí không lấy gì là đặc biệt đối với các cường quốc thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng vị trí của Việt Nam chúng ta lại khác. Chúng ta nằm ở trung tâm của trung tâm khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và có ảnh hưởng toàn diện tới khu vực. Nếu có chiến tranh giữa các siêu cường xảy ra khu vực thì khi đó quyền lực chọn không còn nằm trong tay Việt Nam chúng ta mà sẽ nằm trong tay các siêu cường. Vì vị trí chiến lược của chúng ta không cho phép chúng ta trung lập và đứng ngoài cuộc chơi. Có thể nói chủ trương 4-0 là hoàn toàn đúng đắn cho Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhưng chỉ có thể áp dụng và có hiệu quả trong thời bình. Còn nếu muốn chiến tranh xảy ra thì chủ trương 4-0 sẽ mất đi giá trị nếu chủ trương đó chống lại sự tồn vong của dân tộc. Vì nói cho cùng, tất cả mọi chủ trương chính sách hay đường lối đều vì sự tồn tại và phát triển của dân tộc. Ví dụ như một cường quốc nào đó một lần nữa phản bội bạn bè, tuyên chiến tổng lực tấn công ở Việt Nam. Khi đó đứng trước nguy cơ tồn vong của dân tộc thì chủ trương 4-0 đó không còn ý nghĩa gì. Chúng ta tạo ra chủ trương 4-0 để bảo vệ mình chứ không phải để chủ trương 4-0 đó trói buộc và cản trở tới công cuộc bảo vệ hòa bình của Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, quan hệ Việt-Mỹ về bản chất đơn giản là mối quan hệ lợi ích của cả hai bên. Mỹ coi Việt Nam là đối tác trong chuỗi cung ứng hàng hóa trên thế giới để phục vụ cho Mỹ. Và biết đâu chừng, đến khi đã vắt kiệt lợi ích thì Mỹ sẽ tìm nơi khác để xây dựng chuỗi cung ứng mới, đồng thời đào thải đối tác đã hết giá trị. Liệu có giống như đã làm với Trung Quốc? Như chúng ta đã biết, kể từ khi hai nước Mỹ-Trung bán đứng Việt Nam trên lưng năm 1972, thì bây giờ mối quan hệ đó lại trở nên thù địch. Có một câu nói được nhắc lại nhiều lần, đó là không có bạn bè vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Vậy nên, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, không cần dựa dẫm vào thế lực nào, đó là quốc sách hàng đầu của Việt Nam chúng ta. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.